Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mường Lò TV của Hân. Hiện tại thì Hân đang có mặt tại cửa khẩu Lào các bạn ạ. Nhưng cũng như tập trước thì Hân cũng đã giới thiệu cho các bạn qua một chút về những cái phía tiếp giáp với lại biên giới Việt Lào. Thì bây giờ Hân sẽ vào phía bên trong đất nước Lào để cho các quý anh chị và các bạn cùng theo dõi những cái lễ hội ở bên trong này họ sẽ tổ chức như thế nào nhá các bạn nhá. Hiện tại thì Hân cũng đã mua vé xong rồi các bạn ạ. Phải đợi rất là lâu thì mới mua được vé. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào phía bên trong rồi nhá. Let's go. Xin mời tất cả các bạn vào cùng với mình. Dạ, Mường Lò TV các bạn. Được không? Bây giờ thì Hân sẽ vào trong này. Thì các bạn thấy là phía bên chuẩn bị vào trong này thì có những cái em gái của người đồng bào Hmông thì rất là xinh. Thì mình cũng không biết là người đồng bào Hmông hay là dân tộc khác nữa. Thì mình thấy mọi người đang mặc cái bộ trang phục của người đồng bào Hmông này. Thì lát nữa thì Hân sẽ bắt chuyện nha các bạn nhé. Đây bây giờ thì mọi người hãy cùng theo Hân để vào phía bên trong đất nước Lào nhá. Đây của em ba người nhá. Ba người à? Vâng. Đây, bây giờ thì đã sang bên đất nước Lào rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ sang bên này để giới thiệu cho các bạn một chút về cái cảnh quan của bên đất nước Lào này sẽ như thế nào nhá các bạn nhá. Theo như các bạn thấy là phía ở bên trong này thì những cái ngôi nhà của người Lào này các bạn này, nhìn những cái chi tiết rất khác với lại những ngôi nhà ở Việt Nam các bạn ạ. Đây, phía bên này thì có những cái em gái này để mình qua bắt chuyện một chút nha các bạn nhé. Em cho anh làm quen một chút được không? Vâng ạ. Em ở gần đây không? Em người Vân Hồ anh ạ. Người Vân Hồ á? Vâng ạ. À thế em tên gì vậy? Em tên Mai Sao. Mai Sao à? Vâng. Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi, 20 mấy tuổi? Em 19 ạ. 19 á? Thế là có người yêu chưa? Chưa. Chưa à? Thế là hôm nay thì em sang bên đất nước Lào này thì cùng với ai? Đi cùng với anh chị. Anh chị à? Thế là cả gia đình à? Hay là bạn bè với bạn không? Bạn bè với anh chị thôi. À, thế là mình vào trong này thì để... rồi đến ngày mai về hay là chiều mình quay về luôn? Chiều mình quay về luôn. Thì Vân Hồ là cách cái chỗ bên cửa khẩu này có xa không? Có anh ạ, chắc cũng hơn, chắc chưa đến 100 km nhưng mà chắc cũng gần đấy. Ui rồi, Vân Hồ thì tiếp giáp với lại Lào Cai nhỉ, phải không? Không ạ, Vân Hồ là gần Mộc Châu anh. Mộc Châu à? Vâng. Anh không chưa biết đấy. Anh đi qua Mộc Châu chưa? Anh đi qua rồi. Rồi, nhưng mà bảo chợ phiên này thì vẫn có những cái phong tục để bắt vợ ở cái chợ tình này đấy. Vâng có như là bây giờ người ta ít khi bắt vợ. À, thế là bây giờ là yêu là lấy về luôn thôi phải không? Vâng ạ. Đây như hiện tại là như bạn thấy là phía đằng sau của Hân này rất là đông người đang vào phía bên đất nước Lào để trải nghiệm những cái nét văn hóa ở bên trong này của người Lào. Anh ở đâu? Anh á? Vâng. Anh người ở Tít Yên Bái ở Nghĩa Lộ. Dạ. Xa quá. Xa à? Cũng chưa xa mấy. Còn là em bên cạnh này là bạn của em à? Vâng, bạn thân của em. À, thế là em gái là sinh năm bao nhiêu? 2003. Em có người yêu chưa? Em chưa có đâu. À, các bạn ạ, hai em gái thì chưa có người yêu. Nếu mà các bạn quan tâm thì mình có thể lấy số điện thoại cho các bạn nhé các bạn nhé. Thế là bây giờ là mọi người đâu, đi với em đâu? Anh chị đi trước rồi. Đi trước rồi à? Vâng. À, thế hôm nay mình xuống là mấy người, đi vào trong này là mấy người? 6 người ạ. 6 người. Rất là xinh gái mà chưa có người yêu các bạn ạ. Mình hiện tại Hân thì không biết làm kiểu nào đấy,
hai bạn rất là xinh gái. Anh lần đầu sang Lào hay là mấy lần rồi? Anh đây là lần đầu tiên anh sang Lào. Em sang đây mấy lần rồi? Đây là thứ hai em sang, một lần rồi. Em bé ở đây còn chưa phát triển. À, thế là cảm giác của em, cái cảm nhận của em về cái đất nước và con người Lào họ như thế nào vào trong ngày này? Em cảm thấy bây giờ thì mọi người cũng phát triển hơn đấy, với cả có nhiều thứ thay đổi. Như mọi khi có những cái lễ hội này ở trong này, họ tổ chức những cái sự kiện gì ở trong này? Em không biết, em không nắm rõ thông tin đây. Đây các bạn ạ, đây là xe của người Lào đang ra ngoài bên cửa khẩu này các bạn ạ. Đây các bạn ạ, phía đằng sau Hân đây là hiện tại là rất là đông người. Bây giờ thì Hân sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm ở bên trong này để xem mọi người đang tổ chức cái lễ hội và những cái văn hóa gì ở trong này. Hôm nay thì Hân cũng đã trò chuyện với lại hai bạn gái người Hơ Mông và cũng rất là xinh gái các bạn ạ, ở Vân Hồ. Đây bây giờ Hân sẽ vào trong kia để xem mọi người ở trong kia họ đang tổ chức gì rồi. Đây là những cái ngôi nhà của người Lào này các bạn này. Những cái họa tiết trang trí hoa văn thì rất khác so với Việt Nam các bạn ạ. Còn phía bên này là người Mông bên đất nước Lào các bạn ạ. Đây những ngôi nhà thì rất là thấp thôi. Đây phía bên kia là họ đang tổ chức những cái sự kiện đấy. Bây giờ thì Hân sẽ đưa các bạn vào trong kia. Đây, như các bạn thấy là đây là toàn bộ là mọi người đi xe máy để sang phía bên đất nước Lào các bạn ạ. Đây, xe ô tô Lào này các bạn này. Đây để cái này là taxi đấy các bạn. Taxi của bên Lào đấy. Đây là những quầy bán hàng của người Lào các bạn này. Đấy. Đây là hầu như ở trong này là mọi người đang bán những cái đồ giống như kiểu Việt Nam mình thôi các bạn ạ. Đây bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào phía bên trong này để trải nghiệm ở trong bên Lào này xem như thế nào nhé các bạn nhé. Đây là những cái quán cơm này, quán ăn này của phía bên đất nước Lào này các bạn ơi. Đây là những cái đồ của bên Lào này các bạn này, như các bạn thấy là đồ ăn nước uống này, rượu này, cái này là thịt trâu sấy này các bạn này. Đây là cái quầy hàng của người Lào đang bán hàng này các bạn này. À, người Việt à? Buôn bán à? À đấy à? Chúc gia đình bán buôn may bán đắt nhá, đông khách nhá. Đi vào sâu vào trong này. Chưa được uống bao giờ, nhiều thứ để cho các bạn xem. Đây
Thì các bạn thấy là ở phía bên này mọi người bán những cái quầy hàng rất là ấy luôn. Cái này là cái chữ Lào này các bạn này. Mình không biết là quả một quả này là 10.000 hay mười mấy nghìn này. Đây là gian hàng của người Lào bán hàng nhé các bạn nhé. Như giao giao biên Việt Lào thì hầu như là người Việt sang đây để buôn bán kinh doanh làm ăn ở phía bên giáp biên này các bạn ạ. Bên này thì cũng như bên Việt Nam đó các bạn ạ, cũng có những cái gian hàng quần áo để bày bán buôn bán các bạn ạ. Kìa các bạn ạ, đây là quầy hàng của người Lào các bạn ạ. Đây là quầy hàng của người Lào phía bên trong này nhá các bạn nhá. Không phải là những quầy hàng của bên Việt Nam đâu. Ở trong này là cái khu trò chơi các bạn ạ. Như đặt bầu cua này các bạn này. Ở bên này thì những cái trò chơi này thì trong hội chợ thì người ta không cấm. Như các bạn thấy là mọi người đang chơi cái trò này rất là nhiều luôn. Đây các bạn ạ. Trò chơi bầu cua tôm cá đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào trong này nhá các bạn nhá. Đây các bạn ạ, taxi bên Lào đấy, đây là toàn những cái du khách của bên Việt Nam sang bên Lào. Đây, phía bên này là cũng là cái gian hàng trò chơi bầu cua các bạn ạ. Rất là hay luôn các bạn ạ. Ở bên này thì người ta sẽ không cấm như ở bên Việt Nam mình đâu các bạn ạ. Bên này là trò chơi phi tiêu ném bóng này và những cái trò chơi bắn súng để lấy nước này các bạn này, rất là hay luôn. Ở phía bên Việt Nam mình, ở phía bên Lào này thì vui nhộn hơn bên Việt Nam mình rất là nhiều các bạn ạ. Đây là những cái khu ăn uống này các bạn này. Của cái này bên này là của người Lào đấy. Còn cái này là bán những cái bán cái dược liệu này các bạn này, những cái thuốc để đun uống các bạn ạ, và những cái vật tay đấy là tay khỉ hay sao, tay gấu hay tay khỉ ấy các bạn ạ.
có toàn bộ những cái đồ đặc sản, thuốc bắc này các bạn này. Đây là cái khu mà người ta để bán súng hơi, bắn vào chai nước kìa các bạn này, bắn để nhận thưởng đấy các bạn. Đây là quầy bán chân gà này và gọng gà của người Lào. Đây là bộ trang phục của người Lào này các bạn này. Đấy, như các bạn thấy trước mắt là ở phía bên dưới kia hiện tại rất là đông. Đây các bạn ạ, ở phía bên dưới kia họ đang tổ chức những cái chương trình văn nghệ và hội chợ này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn xuống bên dưới này nhá các bạn nhá. Đây là quả bầu này, quả hồ lô ấy các bạn ạ. Còn đây là những cái thuốc bắc các bạn ạ, thuốc bắc này, thuốc để những cái đồ để đun nước uống này, ngâm rượu. Ở phía bên này là rất là đa dạng là những cái sản phẩm mặt hàng của thuốc bắc các bạn ạ. Đây là cái khen của người đồng bào Hâm Ông này các bạn này. Ở trong khu vực của đất nước Lào thì rất là nhiều những cái đồ thuốc bắc này, những cái sản phẩm của bên Việt Nam mình thì cũng rất là hiếm. Đây các bạn ạ, đây là pa pỉ cộp này các bạn này, gà nướng này. Cái này là cá quả hay là cá chuối hay gì đấy các bạn ạ? Nó chê nữa, giống nhỉ? Đây là chê người Lào đó. Người Lào, cơm Lào à? Ý hoa pa pa ý hoa tiền sang. Tiền đấy. Tiền pa ấy đâu sang. Nêm. Hôm nào là. Cái chữ vàng ngân rồi. Tiền mân này. Tiền pa. Nêm. Tiền thì mình không biết tiếng Lào là gì đâu mà không nói.
Cũng là người Lào. Em người Lào à? Lào. Trái kịp bán. Trái nào mấy? 15. Chú cầm tiền lẻ không? Có tiền lẻ không? Đây, các bạn ạ, cô gái Lào đang ở nước, mình đang hỏi mua nước. Với tiếng Lào. Chú không? Anh thử ai trải trải ship hạp ăn. Bây giờ thì Hân lại tiếp tục đưa các bạn vào phía bên trong rồi nhé các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là nước cam của bên đất nước Lào. Đây là khu ăn uống. Rất là nhiều các loại đồ nướng này, như gà nướng này, ba chỉ nướng này. Đây, cá nướng này. Đấy, đây là khu để các du khách về khi vào du lịch ấy, thì về vào trong này để trải nghiệm với ăn uống này. Ý là vào nó là những nhánh tàu mà. Bia Lào này các bạn ơi. Đây là cái quầy gian hàng này của người Mông bên Lào ấy các bạn ạ. Trang phục thì rất là khác với lại bên Việt Nam luôn. Khác cái hoa văn này các bạn này. Ý vương ngôi là hồng Lào. Ở bên trong đất nước Lào ấy thì ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 thì họ cũng tổ chức cái lễ hội giống như bên Việt Nam các bạn ạ. Hiện tại ở bên trong này thì người Việt qua đây để tham quan và trải nghiệm những cái trò chơi ở bên trong này cũng rất là nhiều các bạn ạ. Đây gái Lào ấy thôi. Các bạn ạ, ôi dồi ôi. Hiện tại ở dưới này rất là đông người. Đông hơn cả bên Việt Nam các bạn ạ. Phía bên kia họ đang tổ chức cái chương trình văn nghệ lễ hội này các bạn này. Đây là cái khu vực ăn uống này các bạn này. Ở bên này quán ăn bên vỉa hè cũng rất là nhiều. Đây các bạn ạ. Đây là các cô gái Lào này các bạn này. Là Mông Lào đấy các bạn ạ. Rất là xinh gái nhá. Bây giờ thì Hân sẽ đưa các bạn vào cái trong cái khu vực họ đang tổ chức hội chợ này nhá các bạn nhé. À, phía bên trong này là mọi người đang mua vé để vào phía bên trong này các bạn ạ, để xem những cái hội chợ ở trong này. Phía bên này thì phải mua vé các bạn ạ. Phía bên kia là những cái chỗ mà người nhà của người Lào ấy các bạn ạ. Người Mông Lào tiếp giáp với lại Mộc Châu Sơn La. Là cảnh sát Việt Nam sang tận bên này để hỗ trợ này các bạn này. Đây
làm đâu. Đây là cái đây các bạn ạ. Nhìn phong cảnh ở phía bên Lào này, nhìn sang Việt Nam thì rất là bình yên luôn. Thấy là hiện tại mọi người đang đổ xuống sang bên đất nước Lào rất là đông luôn. Như các bạn xem phía trên này, hiện tại bây giờ mọi người đang vào phía bên đất nước Lào này các bạn này. Sang phía bên này thì họ sẽ có cái dịch vụ taxi của bên Lào các bạn ạ. Ngồi lên xe bán tải ấy. Đây này các bạn này, taxi Lào này. Họ sẽ ngồi lên cái thùng bán tải này. Đây là những cái quầy mà bán quần áo của bên Lào này các bạn này. Đây những cái sản phẩm quần áo để bán hội chợ các bạn ạ. Em là người Lào à? Bức sửa hay khai kỳ bán? Ừ. Xén nưng là kỳ lại gần tăng Việt Nam. Xén hả? Đây các bạn ạ, có nghĩa là 200.000. Bao tiền? 200. 200 sen hả? 200 tệ. Bây giờ thì Hân sẽ trải nghiệm để ăn uống ở phía bên Lào này sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Đây là cá nướng này. Đấy. Pa ping to cái lai. 8 người. Pa auto tô nưng ao khẩu hợp cuông. Khẩu bê hèo thế là ao khẩu cuồng ao khẩu cuồng kì à. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ vào trong này để ăn những cái đồ này xem sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây, nhìn mọi người ăn uống ở phía bên trong này cũng rất là hấp dẫn. Đây, bây giờ đây là cá này các bạn ơi. Xem mọi người đang chuẩn bị ăn uống các bạn ạ. Đây là bia Lào này các bạn ơi. Đây các bạn ạ, đây là một dòng nước ngọt của bên Lào này. Nhãn hiệu thì 150. Cái loại này thì lần đầu tiên thì Hân sang Lào thì Hân cũng chưa biết những cái dòng nước ở bên này sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ khui ra để uống thử xem mùi vị của nó sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Khác với Việt Nam như thế nào. Loại nước này thì cái lọ này nó chỉ khoảng độ 150ml các bạn ạ. Đây, bây giờ thì mình sẽ rót ra cái cốc này để uống thử này các bạn. Màu thì cũng khá giống là bò húc. Đây, một chai này chỉ được chưa đầy một cốc này. Chưa đầy một cốc bé này các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ uống thử cho mọi người xem nhá. Mời tất cả các bạn. Mùi thì giống bên bò húc Việt Nam mình các bạn ạ. Nhưng mà uống thì nó cái vị ngọt của nó rất là khác với bò húc bên Việt Nam mình rất là nhiều luôn các bạn ạ. Cái mùi này một chai này nó khoảng 20 đến 25 nghìn của bên Việt Nam mình các bạn ạ. Cái chai này chai bé uống mùi nó
như kiểu thơm thơm như kiểu là thơm thơm như kiểu là cái mùi mùi mạch nha các bạn ạ. Bỏ cái lắp kính ra. Các bạn ạ, như hôm nay mình lên đây thì mình cũng muốn thưởng thức và cũng mời các quý cô bác anh chị và các bạn sẽ uống xem cái bia Lào này nó khác gì so với bia Việt Nam nha các bạn nhé. Đây là hãng đặc biệt của người Lào này. Đây có biểu tượng con hổ này. Uống thì rất là ngon, bởi vì là như ở phía bên này tiếp giáp với cửa khẩu thì ở bên này họ không có điện này, với lại không có những cái thực nhu yếu phẩm mà cần thiết ấy, như kiểu đá ấy, phải cần tủ lạnh thì họ không thể có được. Nhưng bây giờ thì hiện tại bây giờ bia nóng này các bạn này. Bây giờ mình sẽ khui bia này ra để uống cho các bạn xem cái vị bia của Lào, bên Lào ấy sẽ như thế nào các bạn nhé. Đấy, mở bia quá là tách tách các bạn ạ. Đây, nhìn bia đấy, sủi bọt nó khác, nhìn mùi là khác bia Hà Nội với lại Sài Gòn của bên Việt Nam mình rồi. Thế mình xin mời tất cả các bạn nhé. Uống bia Lào này thì rất là ngon và thơm các bạn ạ. Nói chung là uống nó khác với vị bia của Việt Nam mình rất là nhiều. Còn đây mình sẽ giới thiệu qua một chút là đây là gà mông của bên Lào này các bạn này. Gà này thì bây giờ thì mình sẽ ăn thử cho các bạn xem này, để review một chút nhá. Gà này thì như người bên người Lào này họ ăn đấy thì họ hay ướp mặn các bạn ạ, kể cả như cá cũng thế này. Cá thì bên này thì ướp rất nhiều muối các bạn ạ, để nướng lên rất là nhiều. Đây là toàn muối này các bạn này. Và đây là những cái đồ ăn, đồ nướng ấy thì họ làm rất là mặn. Bây giờ thì mình sẽ ăn cá cho các bạn xem này. Gà đây ăn rất là khác với Việt Nam mình các bạn ạ. Cái độ dai của nó ấy. Đây là gà mông của bên Lào. Ăn thì rất là khác các bạn ạ. Được cái độ dai này và xương nó giòn lắm các bạn. Không ăn không như gà Việt Nam mình đâu. Họ nướng cái gia vị của bên Lào này. Ăn rất là thơm ạ. Ăn rất khác Việt Nam mình rất là nhiều. Mình mời tất cả các bạn nhé. À, rất là ngon luôn các bạn. Gà đây ăn dai này, vừa dai vừa thơm. Xương nó thì giòn. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn đấy. Khi các bạn nào sang bên biên giới Việt Lào, khi mà các bạn sang bên nước Lào này các bạn ạ, thì các bạn hãy nhớ là hãy trải nghiệm những cái món ăn của bên Lào này. Thứ nhất là bia Lào nhé các bạn nhé, bia Lào. Người thứ hai là cá mông, gà mông của Lào các bạn ạ. Rồi, mời tất cả các bạn này. Đây là cá các bạn ạ. Đây là cá bên Lào này. Mỗi tội là ướp hơi mặn một tí. Nhưng mà nướng, họ nướng ở bên này được rất là khô các bạn ạ. Khô lắm. Đây, nhìn chất thịt của nó ăn rất là chắc. Đó. Xin mời tất cả bạn em. Toàn là ai nữa? Đây. Anh em. Mấy nhiều con chi à? Lát nữa thì Hân sẽ lại tiếp tục đưa các bạn và các quý anh chị vào phía bên trong này để trải nghiệm cái khu
chợ mà người ta đang làm như kiểu phía bên Lào này, họ rất là khác Việt Nam mình. Những cái họ có lễ hội gì ấy, họ sẽ tổ chức cái hội chợ, có những chương trình ca hát này, với lại những cái trò chơi rất là đặc biệt ở phía bên trong này các bạn ạ. Lần nữa mình sẽ đưa các bạn vào trong kia theo dõi nhá. Thì bây giờ cũng khá muộn rồi, thì mình chuẩn bị ăn trưa. Thì, mình mời tất cả mọi người cùng ăn trưa với mình nhá. Xin chào tất cả bạn. Bây giờ có sữa đây. Đây là em gái Lào, bạn đang bán được cái đồ trang phục của bên phía trong này các bạn ạ. À, đi về nhà này giảm giá đấy, giảm giá đấy. À, đi về nhà giảm giá thôi. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, thì Hân đang sẽ ra bên cửa khẩu Việt Nam các bạn ạ. Và bây giờ thì Hân cũng sẽ kết thúc video của Hân ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho Hân nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, các bạn ạ, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm đi xe taxi của bên Lào nhé các bạn nhé. Sẽ ngồi lên cái thùng ô tô này các bạn này. Đấy. Ở bên Lào hầu như là đa số là mọi người dùng Ford Ranger ấy, kiểu đấy, nhìn nào để rất rẻ luôn. Phương tiện đi lại ở bên này để làm taxi hầu như là bên này dùng xe Ford. Kết thúc cái cuộc hành trình này thì mọi người biết là Tết Lào mà vui nhất thì là té nước. Nhớ rồi. Nước Lào nhá. Té nước thì còn rất là nhộn nhịp với nhau mọi người ạ. Đấy các bạn ạ. Chia sẻ đằng sau mình mọi người đang quay trở về khu vực bên biên giới sang bên Việt Nam thì rất là nhiều đấy các bạn ơi. Hầu như là bây giờ là đi bộ sang. Đấy, như hôm nay thì Hân cũng đã đưa các bạn đi trải nghiệm của cái nét văn hóa của bên Lào với giữa tình hữu nghị Việt Nam Lào nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Hôm nay thì vào thì mọi người ở phía bên trong đất nước Lào này thì rất là thân thiện. Và bây giờ thì Hân đang di chuyển về phía bên ngoài cửa khẩu này rồi. Đây các bạn ạ, thì bây giờ đang ở cửa khẩu chuẩn bị sang bên phía Việt Nam rồi. Mình cũng rất là lần đầu tiên Hân qua bên đất nước Lào thì Hân cũng cảm thấy là phía bên đất nước và con người ở bên này thì cũng rất là thân thiện các bạn ạ. Các bạn ạ, như phía bên này cột mốc giữa Việt Nam và Lào, phía bên kia là Việt Nam rồi. Và hiện tại đây mọi người đang ở trên này chụp ảnh đây, quay phim thì rất là nhiều luôn. Đây này các bạn này, đấy cột mốc biên giới Việt Lào nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì Hân sẽ sang bên Việt Nam rồi, thì Hân cũng sẽ kết thúc video của Hân ở đây. Nếu mà các bạn xem được video của Hân thì hãy chia sẻ và like cho Hân để Hân có động lực để ra những cái video hay tiếp theo nhé các bạn nhé.